Rồi tiếp theo là video 126 ha anh em. Em xin giao lưu với anh em một cây bông trang nè. Trang lá nhỏ, bông đỏ ha. Cái bông màu đỏ nè. Đó, cây này tại em mới vô kẽm em lặt lá nó đó, bởi giờ nó ít lá. Tàn anh em thấy nó cũng mịn này ha. Này vô miếng khoan nữa thì mình chăm thời gian nữa mình cho vô chậu hết anh em. Cho nó ấm tàn lên xíu nữa vô chậu nó đẹp hơn. Kẽm này về tầm tháng nữa anh em mở ra được rồi. Gốc thì to hơn tay cái em ha. Đó. Tàn thì cỡ 30 à, tàn dài 30. Ấm hết rồi. Dây này đổ đổ bye bye ha. Đó, cái này em xin giao lưu với anh em giá 400k bao ship ha. 400k bao ship. Rồi, anh em mà thích liên hệ số điện thoại của em ha. 035 4323 996. Không thôi inbox Zalo cho em cũng được.